người dùng chẳng còn muốn đổi máy mới. Charter Analytics vừa tổ chức một cuộc khảo sát với 2.500 người dân Mỹ. Theo kết quả khảo sát này, trung bình người Mỹ sẽ thay đổi điện thoại của họ sau mỗi 33 tháng. Đây là bằng chứng sinh động nhất cho thấy, vòng đời của những chiếc điện thoại di động đang ngày một được kéo dài hơn. Lý do chính của điều này là bởi giá những mẫu smartphone đời mới đang ngày càng đắt đỏ. Các nhà sản xuất đang bắt tay nhau đẩy giá điện thoại leo cao, vượt mức 1.000 đô la Mỹ, với sự ra đời của những mẫu smartphone tích hợp 5G xu hướng tiếp tục dùng máy cũ sẽ còn phát triển mạnh. Yếu tố giá cả là một trong những lý do chính được người dùng cân nhắc trước khi mua về một chiếc điện thoại mới. Do đó, các nhãn hàng đang phải đối mặt với một sự thật rằng nhu cầu đổi mới thiết bị của người dùng đang ngày một giảm dần. Đáng chú ý khi chỉ 7% số người được hỏi cho biết, họ sẵn sàng chi hơn 1.000 đô la Mỹ cho một chiếc điện thoại di động. Nhóm người này rõ ràng không ở trong độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một thống kê khác của Let's Talk cũng cho thấy, các gia đình đang có xu hướng sử dụng chung một gói cước di động để tiết kiệm tiền. 73% số người Mỹ được hỏi lựa chọn việc dùng chung gói cước gia đình thay vì sử dụng gói cước di động cá nhân.